Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cả nhà, mình máy đo huyết áp loại nào tốt? Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng thiết bị y tế để đo huyết áp và rất là nhiều thương hiệu ha. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên, nếu mình ở Việt Nam, mình nên lựa chọn những cái thương hiệu nào mà có mặt trên 10 năm. Tại vì sao? Thứ nhất là những cái thương hiệu đó đã có mặt rất là lâu rồi và được nhiều người tin dùng. Và cái thứ hai là công ty đó đã có những cái trung tâm bảo hành lâu đời rồi, về linh kiện sửa chữa sẽ không có sợ bị thiếu và mình có thể kiểm định định kỳ 2 năm miễn phí cả nhà ha. Ví dụ giống như hiện giờ ở Việt Nam thì hai thương hiệu lớn đó là Omron và Microlife đó, thì mỗi một cái thương hiệu như vậy họ sẽ có khoảng trên 10 sản phẩm để cho cả nhà mình lựa chọn. Thì đối với những cái thương hiệu ở nước ngoài như ở Mỹ, mặc dù là cái thương hiệu rất là lớn, nhưng mà khi mà mình sắp tay về Việt Nam hoặc là mình gửi mua nước ngoài về thì sau này vấn đề giống như để kiểm định lại sau 2 năm mình xài thì không biết còn chính xác hay không, thì không có trung tâm để kiểm định và không có linh kiện để sửa chữa cả nhà ha. Đó thì Hoàng Sơn nhắc lại cả nhà mình nên chọn những thương hiệu nổi tiếng nào mà mình tin dùng, rồi sau đó trong một cái lọt 10 sản phẩm đó mình sẽ chọn cái giá nào cho phù hợp với mình. Ví dụ những cái dòng đơn giản phổ thông thì tầm khoảng dưới 1 triệu, còn mà những dòng mà nhiều người xài tầm khoảng 1,5 triệu là rất là nhiều người xài tại nó tầm trung. Còn những dòng cao cấp khoảng tầm trên 2 triệu thì nó có thể là có chức năng rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm về đột quỵ. Thì vài lời chia sẻ của Hoàng Sơn để cả nhà mình tham khảo, cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây về cách lựa chọn những dòng máy của những thương hiệu máy đo huyết áp ở Việt Nam, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp đến Hoàng Sơn vào số điện thoại ở bên dưới tiêu đề để có thể được tư vấn kỹ hơn về những dòng máy sao cho phù hợp với gia đình. Tại vì mỗi một gia đình hoặc là số lượng người trong gia đình hay là cái nhu cầu mình sử dụng như thế nào sẽ khác nhau đó, nên cả nhà mình có thể gọi điện đến Hoàng Sơn để được tư vấn kỹ hơn nha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.